Kính chào quý vị, chúng ta lại trở lại không gian của một tù ca. Dù cho Sài Gòn có được thông thoáng đi chăng nữa, nó cũng chả có việc gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì dân tộc Việt Nam vẫn còn bị cai trị bởi nền tảng độc tài cộng sản. Chính vì thế, có thông thoáng trong cái mùa Covid này đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn bị ràng buộc và bị cai trị bởi cái sự độc tài toàn trị. Vì thế, dù 3 tháng đã trôi qua, nhưng mà chúng ta thấy được những gì xảy ra cho người dân, thì đó mới là cái nền tảng mà chúng ta muốn nhắc đến, là chúng ta muốn được tự do. Vâng, cái tự do ở đây là một trong những cái mà ai cũng muốn được cả. Chính vì vậy, cái góc độ của mỗi con người chúng ta ở tại Việt Nam thì cũng tùy. Có những người thích tiến lên thì bị cấm cự, lao tù. Như vậy, có những người chịu cúi đầu thì họ được thăng hoa, tiến chức. Chính vì thế, trong những năm tháng tù, mình cũng rất muốn có được cái sự bay bổng thoát khỏi cái nền tảng lao tù để mà mình chạm tới cái ngưỡng cửa tự do trong cái tư duy của mình. Vì vậy mà hôm qua có một người hỏi đại loại cái câu là ô cửa nhỏ, thì thật sự hôm nay thì mình xin giải thích đó là trong cái khu biệt giam nó kín bít luôn, anh em qua lại với nhau nó bằng khe cửa dưới chút xíu à. Đồ ăn thức uống là mình phải truyền nhau, truyền bằng cách nào thì chắc chắn trong vài tiếp tới mình sẽ cố gắng giải thích. Nhưng mà qua lại với nhau bằng cái khe cửa chút xíu như thế này để mà mình thấy thấm đẫm được cái tình cảm của những người tù với nhau. Dù anh là tù xã hội, dù tôi có là tù chính trị chăng nữa, nhưng góc độ chúng ta là con người, chúng ta vẫn luôn tôn trọng cái giá trị con người chính của chúng ta. Vì vậy, hôm nay mình mới mời quý vị trở lại không gian một tù ca để thưởng thức một bài bình phổ thơ của anh Trần Huỳnh Duy Thích. Đó là bài Lặng Lẽ. Một góc độ của anh muốn thoát ra nơi cái gông cùm, nơi cái lao tù, để anh cảm nhận được cái sự hạnh phúc trong gia đình của mình. Vâng, xin mời quý vị đi cùng không gian của Lặng Lẽ. Cho ngõ vắng tiêu điều từng vấp mây trôi ngang qua màu nắng lặng lẽ đơn côi mơ được là cánh chiều trời tìm về tổ ấm xa xôi gió đêm buốt lạnh từng nỗi nhớ vầng trăng heo trên con phố nhỏ nhịp bước âm thầm tìm về bên em
chìm vào giấc mơ này, từng nhịp lạc bước chân mây, để nghe là nơi ấm yêu thương đồng đầy, làm vào hoàn vắng để chiêm đắm hương yêu thương cương, chợt nghe bước chân mình lạc lối đường tình mãi thôi, dù khúc yên tĩnh gió lao xa bên đồi cao, thuyền buồn đợt sóng sóng xô bờ biển càng dâng mang, chạm vào nỗi nhớ từng nỗi nhớ hương yêu hao gầy, gió sương khẽ lay chợt tình thân vỡ òa dần mưa vẫn hay mưa lướt qua đêm nghe buồn thêm thở than từng hôm côn trùng rên lặng lẽ sâu. Nơi bóng hình